Hả? Where are you from? I'm from Việt Nam. Rồi, chú dạy cho con hổm cô Anna với chú dạy cho con cái câu mới là câu gì? Nice to meet you. Nice to meet you. Là ý nghĩa là gì nè? Ý nghĩa là rất là vui. Rất là vui. Được gặp bạn. Được gặp bạn. Đúng rồi. Giờ bây giờ mình ôn bài lại nha. Dạ. Rồi để coi cô Anna có nghe lời có bài con có học bài thuộc không nha. Rồi, bạn đến từ đâu thì mình nói thì sao? Không phải, bạn đến từ đâu là hỏi bạn đến từ nước nào á thì where are you from? Where are you from? Đúng rồi. Hỏi bạn tên gì thì what? What's your name? Đúng rồi. Rồi rất vui được gặp bạn thì mình nói thì sao? Nice to meet you. Nice to meet you. Đúng rồi, nói lại câu đó. Nice to meet you. Đúng rồi. Vậy thì nói bạn đến từ đâu nói như thế nào? Nice to meet you. Đúng rồi. Rồi bây giờ mợ Sáu đang đổ bánh chuối ở dưới á. Bây giờ xuống nhà mợ Sáu chơi nha. Dạ. Mình coi như là không biết là mợ Sáu có đổ chưa nghe, chú không biết nha. Nhưng mà xuống dưới thăm nhà mợ Sáu đi, con có muốn đốt nhang cho ngoại không? Dạ muốn. Ừ. Rồi, mấy hôm nay thì bây giờ con giới thiệu cho quý ông bà cô chú anh chị mà khi mà về miền Tây, khi về quê của con á thì bây giờ ở quê mình có những cái loại trái cây gì nè? Chôm chôm, cóc, ổi, xoài, mít, nho. Mít nè. Chôm chôm, cóc, ổi, chôm chôm nè. Dạ hả? Đâu? Ổi nè. Đâu cái này chôm chôm là khoảng bao nhiêu trái, bao nhiêu tháng nữa là chơi bự hơn? Chôm chôm này của cậu. Của cậu phải không? Cậu này cậu kế bên nhà đúng không? Dạ. Cái nhánh này nó gieo qua con á hả? Cái nhánh nó gieo qua á. À, nhánh nó gieo qua con. Dạ. Thường là chôm chôm là có vào tháng mấy con? Tháng 4. Tháng mấy nữa? Tháng 5 nữa. Đúng rồi. Thường là mùng 5 tháng 5 là chôm chôm sẽ có trái nhiều nha bà con. Dạ, quý ông bà cô chú anh chị nếu mà có du lịch về miền Tây thì nhất định là phải đi ngay cái dịp mà mùng 5 tháng 5 thì có chôm chôm nhiều. Giống như là Hương làm như là quảng cáo là có chôm chôm nè, có ổi nè, có mít nữa ha Hương. Ừ. Rồi có mía nữa phải không con? Có mía. Chú mới lấy thằng mía không? Hả? Coi trời chú sợ rụng răng lắm. Bữa mía này mẹ chồng hồi xưa nè. Hồi xưa mẹ chồng rau nó mầm cỏ hết rồi. Rồi bữa nay là chú thấy con khỏe rồi đó. Do mấy hôm nay á em bị bệnh đó mọi người, nên là em không có qua thăm thường cho hai mẹ con. Thì hôm nay cũng gần 2 tuần lễ rồi thì mới qua thăm hai mẹ con. Mà thấy Hương hôm nay cũng khỏe lắm. Được học tiếng Anh nè, được làm quen với một người cô tên là cô Anna nữa. Rồi cô dạy tiếng Anh cho quá trời luôn. Rồi cuối cùng mẹ Hương bây giờ là đòi làm con của cô Anna luôn. Dạ hả? Thấy cô Anna làm sao mà chịu làm con của cô Anna luôn vậy ta? Cô Anna nói chuyện thấy cưng quá. Dạ hả? Rồi cô Anna nãy giờ con với cô Anna nói chuyện gì rồi? Nói chuyện cô Anna nói chuyện nói chuyện với mẹ mới cờ. Dạ hả? Nói sao? Nói này nói kia nói nọ. Rồi cô Anna hỏi mẹ gì? Hỏi mẹ dịch bệnh này nhớ giữ gìn sức khỏe nha, đừng đi ra ngoài lung tung. Đúng rồi, dịch bệnh đừng có đi ra ngoài. Rồi con cũng vậy luôn nha. Đi dạ. Đi bây giờ ra đường là quan trọng là mình phải làm cái gì ta? Bịt khẩu trang lại. Đúng rồi, bịt khẩu trang lại đặng con dịch bệnh nó không có ấy vô mình nha. Dạ. Rồi, rồi cô Anna có hỏi mẹ con có người yêu chưa nữa phải không? Dạ. Rồi bữa nay con thấy trong người của con sao rồi? Dạ, con khỏe à. Con khỏe rồi hả? Vậy là con phải cố gắng nha, cố gắng uống thuốc đầy đủ rồi nghe lời cô Anna nha. Dạ. Cô Anna mới về thăm con rồi chú sẽ đại diện cô để mà nói chuyện với con và coi như là cô kêu chú làm gì chú sẽ làm. Con không nghe lời cô á là cô không có thăm con nữa đâu nha. Nha. Rồi vô thắp nhang ngoại đi. Dạ. Rồi. Này là xuống thắp nhang cho ngoại nữa ta ơi. Sao khỏe không chứ sao? Dạ. Ông khỏe không? Khỏe. Rồi hỏi là mình viện sao? Rồi về cũng cả tuần lễ, hơn tuần lễ rồi, giờ về khỏe rồi chị ơi. Nam mô Di Đà Phật, phù hộ cho mẹ con mau hết bệnh. Nam mô Di Đà Phật. Mến chào quý ông bà cô chú anh chị nha. Thì sáng nay á mình qua thăm chị Thanh, thăm bé Hương, nhưng mà thấy bé Hương hôm nay là khỏe hơn rất là nhiều rồi. Nhưng mà Hương á hôm nay là sáng là đi chợ nè. Con đi chợ con mua cái gì con nói chú nghe đi. Con đi mua cháo, mua mì, mua nước mắm.
cháo mì nước mắm luôn hả? Rồi có mua thịt heo, mua cá đồ ăn không? Không, hôm qua không có mua trứng, bữa nay còn trứng. À, mua trứng bữa nay còn trứng nha. Chị nè ăn mì gói. Chị nè ăn mì gói. Sao có không mua thịt mua cá ăn mà mua mì gói vậy? Mình đi chợ được rồi, bây giờ mình chạy xe mình đi chợ được rồi, mình phải mua đồ ăn chứ. Nè, con đi bằng xe này đó hả? Xe này của con đó. Ừ, chiếc siêu xe của con đấy hả? Dạ. Trời ơi, nè chiếc này lại đi chợ ok rồi. Nha, mà cái rổ này con đừng có bỏ trứng vô nha, bỏ trứng vô cái rổ này là nó bị bể hết nha. Dạ. Ừ. Rồi mấy nay con có gặp cô Anna không? Chưa có gặp cô Anna nữa, cô Anna qua mặt có con dòm đây. Hả, cô Anna bây giờ cô Anna nhắn tin thôi, cô Anna không có gọi điện được. Ha, bây giờ cô Anna con nói chuyện với cô Anna rồi cô Anna trả lời nha. Dạ. À để chú hỏi cô rồi con muốn nói gì với cô Anna không? Con thương cô Anna gì lắm. Ừ. Trời ơi, cô Anna là dạy cho con tiếng Anh đó phải không? Dạ. Lần trước thì dạy cho tiếng Anh rồi có lì xì cho con nữa phải không? Dạ lì xì 200. Trời ơi, đã quá vậy ta. Hai mẹ con 200. Ừ, được dạy tiếng Anh rồi được lì xì nữa. Đó giờ Hương là số 1 rồi nghe. Good afternoon. Ừ. Rồi hổm cô dạy cho con là giống như là rất vui được gặp bạn thì mình nói thì sao? Good afternoon. Rất vui được là gặp bạn là Naitu. Meet you. Naitu meet you. Đúng rồi. Đó, rồi. Hương ơi, Hương khỏe không? Dạ khỏe. Đó. Nhưng mà con còn bệnh. Con còn bệnh hả? Hương ơi, Hương khỏe không? Đó. Cô hỏi con kìa, con còn bệnh gì vậy? Thấy trong người sao? Con còn bị bệnh tâm thần. Ừ, vậy là con phải ráng nghe, con ráng uống thuốc vô ha, ráng uống thuốc đầy đủ vô cho hết bệnh nha. Dạ. Ừ. Cô Anna nhớ con quá. Đó. Dạ. Con có nhớ cô không? Có. Ừ. Con ăn cơm chưa? Con không có ra sáng giờ con chưa ăn cơm nữa. Vậy hả? Rồi khi nào mà con mới ăn cơm? Con ăn mấy chiếc giải rồi quên nữa. Thôi ngồi đi nói chuyện với cô đi. Nói chuyện cô chút xíu đi rồi mình đi đâu mình đi ha. Quên gì con quên gì? Hương gán học giỏi, gán ngoan nghe lời mẹ để cô Anna mới thương dạy tiếng Anh cho con nữa nghe. Dạ. Ôi ông thần ơi. Đó, cô Anna thấy con đó, cô Anna mới khuyên con đó là gán học giỏi, gán nghe lời mẹ, thấy không? Dạ. Ừ. Hương Ly là cô đánh đoàn tét đích nghe. Dạ. Thấy rồi, cô dạ cô dặn đó. Ừ, thấy không? Cô cũng thương Hương lắm đó. Ừ. Cô khỏe Hương ơi. Cô chúc cho con mau hết bệnh nghe. Đúng rồi. Dạ. Hồi nãy con hỏi là cô Anna khỏe không đó. Cô nói là cô khỏe. Cô chúc cho con mau hết bệnh nghe. Ừ, cô nói con nè. Hương xinh lắm. Nữa. Con xinh như búp bê không? Đúng rồi, như búp bê luôn. Bữa nay nhìn trắng trẻo nữa. Bữa nay nhìn sao trắng dữ vậy? Hả? Con sữa rửa mặt của chú Bullet mua về đó cô. Ừ. Nè cô nói nè. Hương trắng lắm. Đó, Hương trắng lắm kìa. Đó, phải gán nghe lời mẹ nghe con. Good afternoon. Gán uống thuốc đúng giờ nghe chưa? Dạ. Ừ. Ngoan đi cô sẽ lì xì nữa. Dạ. Ngoan đi, gán ngoan nha. Gán ngoan đi rồi cô lì xì cho Hương nữa. Nhưng mà con không ngoan là cô không lì xì cho con nữa đâu. Nha. Rồi mấy hôm nay con ngủ ngon không Hương? Dạ. Con ngủ ngon không? Con ngủ rất là ngon. Có thuốc vô con mới ngủ được. Còn không có thuốc con thức tới 10 mấy, tới khuya, tới sáng luôn á. Vậy là con phải uống thuốc vô nghe. Con không có thuốc là con thức sáng đêm luôn đó. Đồ, phải uống thuốc vô mới ngủ được nghe con. Dạ. Còn mình ngủ không được là mình mệt lắm mới nghe. Dạ. Phải nghe lời mẹ nghe chưa? Dạ. Nói chưa, phải nghe lời mẹ nghe chưa nè. Rồi con muốn hỏi cô gì không? Con hỏi cô lúc về đi làm có giữ gìn sức khỏe không cô? Rồi sao nữa không?
cô, chúc cô làm ăn phát tài gì sao nhỉ? Năm mới gì luôn phát tài cho cô. Trời ơi, hay quá. Đấy, cô Anna cổ đang trả lời con kìa. Dịch bệnh cô thất nghiệp con ơi. Dạ hả? Dịch bệnh rồi cô thất nghiệp rồi. Trời ơi, cô cũng còn thất nghiệp luôn. Cô nói là cô sẽ về thăm con, nhưng mà đã hết dịch bệnh rồi cô mới về cô thăm con được. Dạ. Ừ, rồi thăm chị Thanh nữa. Các cô chú, cô bác thì sao không xa tới nữa. Đúng rồi, đường xa tới nữa. Rồi thăm con nữa. Con phải cố gắng hết bệnh rồi mẹ mùng 10 mới thăm con nha. Dạ. Con ra đường nhớ mang khẩu trang nghe. Dạ. Đó, thấy không, cô dặn dò con đó, thấy chưa? Cô thăm con đó nha. Dạ. Ngày mai đi chợ đi, ngày mai đi chợ rồi mua thịt, mua cá ăn nghe, không có mua trứng nữa nghe, lâu mình hay ăn trứng nha. Nha. Gina ăn mì gói nè. Thôi. Rồi con mua gì nãy, con đi tính đi lấy cái gì vậy? Con đi lấy giả cho chú Bullet ăn. À, lấy giả cho chú ăn hả? Chú Bullet. Nè. Trời ơi, thương quá. Rồi con bỏ ngoài rồi bằng cho chú đi. Chị cô Anna hỏi chị Thanh nè, chị Thanh. Dạ. Chị Thanh khỏe không? Dạ đỡ, cô ơi. Chị em, như bằng em đi. Em ơi. Em gì, em tên gì? Tên gì quên rồi. Anna, Anna. Ừ, sao nhớ Anna hay vậy? Hả? Sao nhớ Anna hay vậy? Tự nhiên nhớ trái trẻ cà na rồi cái thuộc tên Anna luôn. Hay dữ vậy, biết nhớ cái trái cà na là không có quên tên của chị Anna phải không? Hương có ăn trái cà na lần nào chưa? Dạ có, một cái lần cà na mà không có đưa ăn một lần đó. Ngon không? Dạ ngon. Trái cà na chua lè chua lét. Trời ơi, cô Anna này sống ở nước ngoài á mà biết trái cà na luôn đó, biết chua lè chua lét luôn, thấy chưa? Rồi Hương vô con ra coi, con ngồi chơi đi, coi chơi cô Anna nói chuyện với mẹ. Chị Anna thấy cái hoàn cảnh của chị Thanh đó, chị Anna thương lắm đó nha. Chị phải cố gắng tập đi nha. Chị Thanh, gán tập đi, chị Thanh phải gán tập đi để mà từ từ mình hết bệnh. Nè, chị Anna nè, là dặn chị là phải gán tập đi nha. Gán tập đi nhiều vô để mà máu huyết lưu thông, cái chân mình không có sưng nha. Khai Thon tap DN. Chị Thanh tập đi nghe. Đó, thấy chưa? Ừ. Tập đi nghe. Đâu đi em coi cái. Rồi đi, thấy không, đi nhẹ nhõm lắm, tại ít chịu đi thôi, cố gắng tập đi nha chị Thanh. Ừ.
Rồi đi vòng mà đi qua nữa là được rồi. Mình đi ít thôi mà mình đi nhiều lần nghe chị Thanh. Ở nhà mẹ có thường tập đi không Hương? Mẹ làm biếng lắm. Hương kêu mẹ tập đi hoài mà mẹ không đi. Đó thấy không? Hương cũng nói nên thấy chưa? Ghé tụi đi nghe chị Thanh. Chị Thanh có hàm răng đẹp quá, cười có duyên lắm. Sao ăn gắn chân rồi? Hương gắn chân rồi. Ăn hết chị hoài. Chị Thanh có hàm răng đẹp quá, cười có duyên lắm. Thấy chưa, ai cũng khen cái hàm răng nè. Rồi mấy hôm nay ăn hến sao nó không mọc răng ra chân vậy? Hả? Ăn hến sao mọc răng chân vậy? Ăn trúng ra cái nó không mọc phải không? Chắc vậy vậy đó. Nay qua thăm chị Thanh thấy hai mẹ con khỏe lắm mọi người, nên là thấy cũng mừng. Dạ, đó thì bây giờ trời cũng chuẩn bị cũng mưa tiếp rồi. Đó, trời cũng âm u rồi. À, thì bây giờ mình sẽ tranh thủ mình di chuyển mình về, mình thời gian mình nhà mình nghỉ ngơi nữa, do là bác sĩ cũng dặn là không có được di chuyển nhiều, phải ngần dành thời gian nghỉ ngơi nhiều. Khi mình di chuyển mà đi nhiều khi á động vết thương này kia nó cũng rau lành nữa. Dạ, cũng cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều đã dành những cái lời hỏi thăm, động viên, nhắn tin gọi điện để mà giúp cứ bằng là hỏi giúp cái mặt về tinh thần rất là nhiều. Dạ cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và đón xem video tiếp theo của chị Thanh nha. Dạ bye bye chị Thanh nha. Em về nha. Bye bye. Đã nghe đúng không? Rồi bye bye chị Thanh. Chúc chị Thanh mau hết bệnh nha. Rồi mau hết bệnh. Cưng cũng vậy nha. Dạ.